gặp những sự cố ối giời ơi trên sóng truyền hình khiến người xem cười như ngã. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vũ trụ 2. Đến hẹn lại lên, chúng ta cùng nhau lượn lờ hóng biến nhé. Let's go. Chị gái xinh đẹp đang được phỏng vấn vui vẻ, thế nhưng chị mới nói được vài câu thì đã bị ông anh đầu trọc hất văng xuống hồ nước. Ây da, nghe tiếng kêu thảng thốt của chị em thấy xót xùm luôn á. Bởi ta nói không nên tin lời đàn ông nha chị hai. Chắc mấy ông này đã cấu kết với nhau từ trước rồi để lừa chị á. Ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Đang trên sóng truyền hình quốc gia thì bất ngờ xảy ra sự cố. Bất ngờ luôn bà già, hé luôn bà già. Trời ơi, hú hồn con trồn mất tiêu. Có khi lần sau tham gia chương trình các anh chị phải đội mũ bảo hiểm quá. Chứ như này thì mai mốt cái mạng hay cái nịt cũng không còn đi. Trong buổi đại tiệc long trọng, một vị khách nam đã bị thu hút trước vẻ đẹp của quý bà diễm lệ này. Cơ mà ánh mắt của ông đặt hơi sai sai chỗ thì phải. Nice. Ta nói đàn ông đích thực là nhìn vào tâm hồn thôi, chứ không nên soi linh tinh à nha. Sau khi bị phát hiện, ông anh còn đảo mắt một hồi coi như không biết gì. Thật là hề hước quá đi ạ. Nè, hôm nay chị đi sâu cắt quắc đồ này mấy đứa ơi. Ơ, ui da, cái chân của tao. Nè, quê quá trời quê gò chị hai ơi. Thôi cố gắng đứng dậy đi tiếp, không lát khỏi được nhận lương luôn á. Ôi giời ơi, trông chị đi có mắc cười quá không dậy. Thọt lên thọt xuống, hể quá đi. Này tôi đi thi vui là chính mà được giải là chủ yếu rồi nha. Ông bà đang hát cái tự nhiên thấy đói bụng quá, làm miếng bánh đã rồi hát tiếp. Mấy anh chị ban giám khảo có muốn ăn không ạ? Em mời ít khoai tây chiên nè. Không chua lắm đâu, em mới để trong người từ sáng tới khuya thôi. Tự tin thì là điều tốt, nhưng mà tự tin quá thì cũng sẽ khiến người khác e dè đó nha. Như chị gái này đây, ngày trên sóng truyền hình nổi tiếng hàng triệu người xem, chị được mời lên phỏng vấn và điều này làm chị hưng phấn quá khích thì phải. Bà nhảy nhót uốn éo trước mặt ông MC. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ông anh lúc này đúng kiểu, đây là đâu? Tôi là ai? Cứu tao được không? Tao sợ này quá cơ. Ui chào, giọng hát của hai ca sĩ này tuyệt cả là vời làm sao. Nghe là thấy không khí đêm Giáng sinh liền. Hai ông bà còn diễn với nhau rất ăn ý nữa chứ. Tình bể bình luôn mà. Thì đứt dây đàn, anh nhạc công hơi mạnh tay rồi đó nha. Xoay người ta như cái vòng xoay vô cực á, không biết thưởng hòa tiếc ngọc gì cả. Đàn ông đúng là những niềm đau mà. Chào mừng quý vị đến với chương trình của chúng tôi. Nay hai MC chuyển nghề sang làm dancer luôn. Lên là lên là lên là lên. We'll be right back.
rồi xong luôn. Mặc cỡ qua hai anh chị ơi, bố mẹ ở nhà thấy cảnh này chắc ái ngại lắm đây. Mất hết cả hình tượng nam thần chín chắn luôn rồi. Gì thì gì chứ, nên nuôi thú cưng để có người bầu bạn cho vui nhà vui cửa nha anh em ơi. Nhất là mấy team FA lâu năm đổ đó. Không cần mày, không cần mày đâu. Tránh xa cuộc sống của bà đi. Oai ơi, con này tao vừa khen hết lời mày lại phả ngược lại vào mặt tao như thế à? Mày đúng là cái đồ tàn nhẫn độc ác mà. Làm sao ấy nhở? Anh trai dạy chị gái tập thể dục, cơ mà nó lạ lạ làm sao á. Bài tập này nó mà lem quá ha. Chị gái nhảy tới đâu, dùng tới đó. Màn hình tràn viên luôn cơ mà. Mấy ông anh lạc hết cả mắt mất thôi. Bảo sao anh trai áo đen không tài nào tập trung nổi chứ. Trùng gần cuối sẽ là một sự cố ối rồi ôi trên sóng truyền hình ngay tại Việt Nam của chúng ta. Các bạn cùng xem nhé. Nhung xin được vinh danh đó là quay phim Phương Nguyễn Ngọc Cô ạ. Dạ cô Nguyễn Ngọc Siêu ạ. Ôi là trời, cái tên của người ta mà đọc còn sai. Đã thế còn đọc thành cái gì đó nó rất chi là nhạy cảm đấy chứ. Thật sự là quá xấu hổ. Sau pha này, cả người nhận giải, cả người đọc giải chắc cũng phải đỏ mặt, ối rồi ôi. Và chung cuối là chuyên mục review nhẹ nhàng tình cảm. Đây đây, sau khi lên hội lên thuyền cùng mình vì và vì vù một vòng thế giới, bắt gặp những cảnh tượng ối sợ ôi làng nước ơi, thì các bạn cảm thấy thế nào? Có cười khoái chí, cười đau ruột không nào? Dám chắc là ai cũng thấy thư giãn và lấy lại năng lượng tràn đầy sức sống chứ hả? Nếu chưa đủ độ thì cứ nhấn ngay đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!